Thưa quý vị, trận đấu giữa đội tuyển Liban và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay là một trong hai trận đấu sẽ ảnh hưởng đến khả năng vào vòng 1/8 Asian Cup của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Trước khi trận đấu diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đều cho thấy quyết tâm cao. Vì huấn luyện viên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết, dù Liban có thể lực sung mãn và phòng thủ tốt, nhưng Triều Tiên sẽ làm tất cả để vượt qua họ. Nếu thầy trò huấn luyện viên Kim Jong-jun giành chiến thắng trong trận đấu tối nay nhưng với ít hơn 9 bàn cách biệt thì sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam đi tiếp. Còn đội tuyển Liban sẽ có thể sớm giành vé vào vòng 1/8 nếu thắng Triều Tiên từ 4 bàn cách biệt trở lên. Huấn luyện viên của đội tuyển Liban cũng tự tin cho rằng trận gặp Triều Tiên là cơ hội lớn để Liban làm nên lịch sử. Ông tự tin rằng các cầu thủ của mình có thể giành được chiến thắng, vượt qua vòng bảng và khiến các cổ động viên tự hào. Trận đấu còn lại cũng ảnh hưởng đến suất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam là trận Oman gặp Turkmenistan. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 vào 20 giờ 30 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, hôm nay có thể coi là một ngày của sự chờ đợi vì chúng ta phải chờ đợi kết quả cuối cùng của bảng E và bảng F để biết chính xác xem là mình có được đi tiếp ở Asian Cup 2019 hay không. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như vậy, và hãy cùng phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam theo dõi xem là cả đội đã làm gì trong sự chờ đợi của ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho toàn đội nghỉ ngơi trọn vẹn trong ngày hôm nay để chờ đợi kết quả cuối cùng của vòng bảng Asian Cup. Lúc này tinh thần của toàn đội là khá thoải mái khi chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển Yemen, không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Trong ngày hôm nay cũng có các cổ động viên tới khách sạn của đội tuyển Việt Nam để động viên tinh thần cho các cầu thủ và cả đội. Tối nay thì đội sẽ dùng bữa tại một nhà hàng Hàn Quốc và cùng theo dõi các trận đấu cuối cùng tại bảng E và bảng F. Nếu đội tuyển Việt Nam giành quyền đi tiếp, vào ngày mai thì trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển tới Dubai. Quá thời gian chuẩn bị chỉ là 2 ngày vì trận đấu tới tại vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1.